Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Hồng Thinh Nhật Bãi. Vâng, ngày hôm nay thì Hồng Thinh em lại gửi đến các bác một mẫu bếp, đó là thương hiệu Zinai phiến vặn các bác ạ. Vâng, cái này thì rất là đẹp nhé. Vâng các bác ạ, cái này vô cùng là đẹp. Cái này là nó thuộc dòng nguyên bản. Bây giờ em sẽ quay thành vách để các bác theo dõi một chiếc bếp nguyên bản, chưa hề sơn xịt lại, chưa hề spa lại thế nào cả các bác ạ, đang còn nguyên vẹn các bác nhé. Đó, đời của chiếc bếp này là đời 21, đời rất là cao. Bề mặt đường trên của bếp là mặt men màu sữa các bác ạ, rất là đẹp luôn. Vâng, bo lửa của chiếc bếp này nó là dòng nhôm nguyên khối. Ở đây là thoát hơi của lò nướng. Chiếc bếp này rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh, không hề bị chảy xước hay là móp méo ở đâu các bác ạ. Đó, bây giờ em sẽ test về chức năng cảm biến của bếp cho các bác theo dõi, và các bác theo dõi về ngọn lửa của dòng bếp này nó đẹp như thế nào. Rất là đẹp, vô cùng là đẹp này, ngọn lửa không thể chê vào đâu được, rất là xanh lửa và đều lửa các bác ạ. Bây giờ em sẽ test về gió thổi tắt lửa, cái dòng cảm biến mà khi nó nhạy thì mình chỉ cần test bằng gió thổi tắt lửa thôi thì nó cũng đã nhạy rồi các bác ạ. Còn cái nào mà nó không nhạy thì mình có test đến cái nồi thì nó cũng không nhạy các bác ạ. Vâng, các bác chờ em trong giây lát, sau khi mà gió thổi tắt lửa thì phải trong vòng 5 giây sau bếp mới tự động khóa ga các bác nhé. Và sau khi mà bếp khóa ga rồi em sẽ test lửa để cho các bác nắm bắt được cái dòng bếp này nó an toàn như thế nào và nó tiết kiệm ga như thế nào. Vâng, cái dòng bếp này thì nó rất là nhiều ưu điểm các bác ạ. Khi mà các bác nấu, chẳng may nước nó sôi trào ở trên nồi xuống cái bề mặt này thì hai cảm biến nhiệt ở giữa, hai cái cảm biến này nó sẽ luôn luôn đo cái nhiệt độ của đáy nồi. Khi mà nó thấy cái sự an toàn không còn nữa thì nó sẽ tự động khóa ga và ngắt lửa các bác ạ. Và sau khi mà các bác nấu ở trên bếp mà các bác quên đi, chẳng hạn như là các bác kho cá, kho thịt mà các bác quên đi thì các bác cũng không sợ là bị cháy nồi, giống như cái dòng bếp của Việt Nam mình. Bởi vì cũng cả hai cái cảm biến này nó cũng luôn luôn đo cái nhiệt độ. Khi mà nhiệt độ của đáy nồi lên trên 200 độ thì nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ga các bác nhé. Vâng, nó đã báo về cái dấu hiệu là khóa ga rồi. Bây giờ em sẽ test lửa để cho các bác nắm bắt được cái dòng bếp này nó thực sự an toàn như thế nào. Nó vô cùng là an toàn các bác ạ. Khi mà bếp mình đang nấu mà chẳng may gió thổi tắt thì nó sẽ khóa ga ngay. Vâng, đây là bếp em đang nấu, đang trong chế độ nấu các bác ạ. Rất là an toàn. Và bây giờ em sẽ bật cho bác xem ngọn lửa tiếp tục trở lại và xanh. Đó, rất là đều lửa và xanh lửa. Ở trong khay nướng thì toàn bộ là inox còn mới kinh keng. Và đây, ở trong lò nướng đây các bác nhé. Cái này thì mới lắm các bác ạ. Các bác thấy đó, ngọn lửa của cái dòng lò nướng cũng rất là đẹp này. Vừa to lửa mà lại đều lửa. Một chiếc bếp mà có thêm cái lò nướng như thế này thì rất là tiện. Ở trên thì các bác có thể là nấu canh hoặc là chiên xào. Ở dưới thì các bác nướng thức ăn. Cái dòng bếp mà nó có một tầng lửa như thế này thì nó sẽ được ít thức ăn hơn. Chẳng hạn là hai tầng lửa thì được tầm trên một cân tôm, trên một cân cá. Thế nhưng mà cái dòng mà một tầng lửa như thế này thì nó chỉ có một cân tôm hoặc là một cân cá thôi các bác ạ. Vâng, các bác nướng thức ăn vào đây thì nó vô cùng là ngon. Đấy, thức ăn vừa ngon mà nó lại giữ được cái hương vị và đồ ngọt của nó các bác nhé. Rất là tiện lợi, mà cái dòng phiến vặn như thế này thì cũng rất là tiện cho mọi lứa tuổi, nhất là các bác mà cao tuổi sử dụng về cái dòng bếp này thì nó an toàn. Nó không có nhiều chức năng thì các bác có thể là sử dụng nó an toàn. Vâng, nó chỉ có hai cảm biến ở trên để chống cháy nổ. Đấy, mà nó lại tiết kiệm ga cho gia đình nhà mình tới 30-40% lượng ga. Rất là tuyệt vời phải không các bác? Vâng, cái dòng bếp này thì nó đánh lửa là bằng pin, một đôi pin đạn như thế này thì các bác có thể là mua ở đâu cũng được. Trước đó 10 ngày gần hết pin thì nó sẽ có cái bóng đèn nhấp nháy như thế này. Vâng, nó sẽ báo về cái dấu hiệu là hết pin để cho các bác thay thế pin vào. Thì lúc đó các bác lại nấu trở lại bình thường các bác ạ. Vâng, một chiếc bếp mà nó vừa đẹp từ trong nội thất cho đến bề mặt bên ngoài, mà nó lại còn là nguyên bản, độ mới thì còn tới 95-96% như thế này, thì các bác nên mua về để cho gia đình nhà mình sử dụng các bác ạ. Vâng, bây giờ em sẽ đưa ra giá thành để cho các bác theo dõi và lựa chọn cho gia đình nhà mình. Cái dòng bếp này thì nó vừa là dòng nguyên bản mà lại đời cao,
Đấy, thì bên em đang bán với giá là 2 triệu, à 3 triệu các bác nhé, 3 triệu. Bác nào mà có nhu cầu sở hữu về dòng bếp này thì các bác chụp lại gửi vào Zalo cho em. Bên em thì sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời là bảo hành cho các bác là 1 năm, hỗ trợ về kỹ thuật cho các bác là trọn đời. Đó, thì tặng cho mỗi bếp là 1 đôi pin. Bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ vào số điện thoại của em là 033-6148-716. Và số Zalo của em cũng là số này các bác ạ. Cũng là số 033-6148-716. Đến đây thì em Thinh xin tạm dừng video. Bác nào mà đang xem kênh của em thì cũng mong ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.